披下夹襟，放眼晴空万里，扬州桃李飘飘十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不易，人海中遇见对的你，无人能比拟，欢喜冤家相依，恨难两人不离，或许都是那命中注定。风中披下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李飘飘十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不易，人海中遇见对的你，无人能比拟，已不需再寻觅，从青丝到古稀，确定悠悠此生就是你。Xem đây, Tam thiếu gia. Ai đấy? Là ta đây. Ta mang thuốc cho thiếu gia đây. Tam thiếu phu nhân, số gì này là ta tự bày ra chơi thôi. Tiểu sở tỷ, cô là đại nha hoàng của tổ mẫu, đâu phải người của ta. Sao suốt ngày chạy đến chỗ ta vậy? Tam thiếu gia, ta mang thuốc tới rồi, để ở đó đi. Tam thiếu phu nhân, thuốc này là bài thuốc bí truyền của một vị danh nhi, gồm có 18 vị thuốc, đều là những dược liệu quý. Để có được số thuốc này, Tha thiếu gia đã tốn biết bao công sức. Tam thiếu gia, thiếu gia hãy uống nhân lúc còn nóng. Tam thiếu gia muốn tam thiếu phu nhân nuốt sao? Được rồi, vậy ta đi quét rước trước đã. Không cần đâu, tiểu hỷ cũng biết quét dọn. Ra ngoài đi. Vậy thì lát ta sẽ quay lại lấy siêu thuốc. Sao chàng lại làm vậy? Loại thuốc này không thể uống quá nhiều, nhưng cũng không thể không uống. Có loại thuốc không thể không uống, cũng có loại không thể uống được. Ý chàng là gì? Cũng chẳng có ý gì đâu. Ý ta là chúng ta ra ngoài giải sầu đi. Được, lâu lắm rồi không ra ngoài chơi. Nhà nơi này đây,
Đẹp quá đi. Đây là đâu vậy? Đây là hoa viên mà tổ mộng xây riêng cho ta dưỡng bệnh. Còn kia, ký thích tân hoa. Nàng đọc cái gì vậy? Chị ký cái tên hoa đó. Khu giường đẹp giường này mà sao lại đặt cái tên kỳ lạ vậy? Chàng cười gì? Ta nói không đúng bà. Đúng. Nàng nói gì cũng đúng. Đi nắm xem nào. Có bốn chữ thì đọc sai đến một nửa. Đỗ tiểu thư hiểu biết lễ gì á? Lại trở thành một cô nương mùa chữ. Lạ thật. Có điều cũng khá thú vị đấy. Ngô Đình nghỉ chân này trông cũng được đấy. Đến rồi. Đây chính là thư phòng của ta. Thế nào? Được đấy. Phải rồi. Nàng thấy bốn chữ này thế nào? Cũng được đấy. Nàng đọc lên đi. Kim giác lạc. Chữ thứ ba đọc là đây đây. Kim giác Đài Lạt. Ta biết mà, làm gì có ai không biết chữ đây. Buồn cười thật đấy. Đúng vậy. Căn nhà này của chàng đẹp như vậy mà sao lại xây ở nơi xa xôi thế? Tiếc thật. Vậy thì nàng không rõ rồi. Ta ở đây, thứ nhất là có thể đọc sách viết chữ, thứ hai là nơi này có một cánh cửa có thể dẫn thẳng ra vườn để ngắm cảnh. Ta đưa nàng đi xem. Nàng nhìn xem, nơi đó chính là quan cảnh gác. Nàng nhìn gác nhọn kia chưa? Thú vị thật đấy. Còn có cả chim bay nữa. Cả đây nữa. Đây là cổng chính của tề phủ ta. Đi, ra đó xem. Sao thế? Đây có phải cảnh đẹp đâu. Nhìn đã thấy cục hứng. Anh nói linh tinh. Đây là cảnh đẹp của ngôi lầu này. Ta cố ý xây ngôi lầu này ở đây đấy. Chàng đúng là kỳ quặc. Thích ngắm nhanh mấy thứ mộ quan thế này. Thích chứ. Hễ cứ ngắm khung cảnh này là ta lại sực tỉnh.
Đối mặt với phong cảnh này, kẻ hèn đấy không dám lơ lỏng dù chỉ một khắc. Vậy nên ta mới đề trên tấm biển dòng chữ Kim Giác Thủy Lạc. Không phải là Đại Lạc sao? À đúng rồi, Kim Giác Đại Lạc. Đúng. Nàng cũng lại đây nghỉ ngơi đi. Chàng thích ăn món mơ này thật à? Tiền đặt ngoài thân có xá gì? Thánh thời ấy mới là thần tiên. Chàng nuôi cái thứ này làm gì? Bí mật không thể tiết lộ. Hồng Lam Hồng Ly, phu nhân có gì cân dặn ạ? Hôm nay các em không cần theo sát ta trong lúc nắm cảnh lỗ bài viên, để ta được tự do một chút. Dạ, thưa phu nhân. Chẳng lẽ phủ tướng quân cũng đối xử với hai vị phu nhân trước thế này ư? Xin phu nhân dừng bước. Hồng Lam, em cũng là nô tỳ của phủ tướng quân mà sao lại thiếu phép tắc thế này, dám kiểm soát cả phu nhân nhà mình. Phu nhân, ngươi định đi đâu vậy? Đây là phòng gì? Ta muốn vào xem. Nhưng phu nhân, cũng muộn rồi, chúng ta phải về dùng bữa tối thôi. Sao lại sợ ta vào đây? Tại nếu các em không nói thì ta tự vào là được. Phu nhân, tổng quản đại nhân có dặn cấm bọn ta đưa người tới đây. Ta chỉ vào ngó thử, nếu tổng quản đại nhân có hỏi thì ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân. Đúng là hắn đã từng lấy hai vị phu nhân, nghe nói đều bị dày dò tới chết. Phu nhân, người không nên vào đây. Lý tổng quản, ta đã dặn các ngươi thế nào? Không liên quan tới họ, tự ta đòi xông vào đây. Phu nhân, yến sinh. Ngươi, phu nhân, mời.
Thiên Lỗi, con vừa mới thành thân xong. Sao thế? Không ở riêng cùng tân phu nhân mà lại chạy tới chỗ ta ư? Sư phụ, giờ đây đúng là đầy rẫy nghi ngờ. Sao lại nói thế? Từ trước đồ nhi đã nghe nói tiểu thư Đỗ Băng Nhạn của Dương Châu bằng tuổi con, từ nhỏ đã học rộng tài cao, dịu dàng nhã nhặn. Nhưng còn tân nương này, con tiếp xúc đến ngày nay đã phát hiện ra không ít sơ hở của nàng ấy. Dường như nàng ấy nhỏ tuổi hơn con, tuy tính tình ngây thơ đáng yêu, thiên ngang nghĩa khí, nhưng lại không có chút học thức nào. Nàng ấy còn đọc ký sướng Tân Miễn, thành ký thích Tân Hoa, đọc kim giác Thủy Lạc thành kim giác Đài Lạc. Kể giật gì lão thái quân ghép con thành hồn xuân hỷ vốn đã âm ý đồ xấu xa. Người xem, có phải hắn lại dở chiêu văn trá gì để tráo đổi tân nương không? Tiểu ỷ, bao lên. Tiểu thư, người phải đoan trang hiền thục. Người là tiểu thư khuê các Đỗ Băng Nhạn mà, đừng để lộ sơ hở. Ta biết rồi, cô còn không biết trình độ đóng giả của ta sao? Tiểu thư, lắm lời quá. Tam thiếu phu nhân, người tới rồi. Lão thái quân đang đợi người ở bên trong. Xin mời. Mau lại đây. Mẫu thân, ta cố tình giữ lại chỗ cạnh lão thái quân cho con ngồi đấy. Mau ngồi đi. Tổ mẫu, chỉ đợi mỗi con thôi đấy. Hôm nay nhà bếp chuẩn bị tiệc cua, đám nữ quyến chúng ta hãy cùng ngồi đây uống rượu, đối thơ, cúng trăng, vui vẻ thỏa thích. Thiên Lỗi không khỏe, không ăn được những món tránh hàng thế này. Thế Chiêu thì bận chuyện buôn bán nên không tới được. Vậy nên chúng ta được ăn hết cả bàn cô linh đình này. Phải rồi, số cô này được mua từ quê con. Vừa hay con có thể nhớ lại hương vị quê nhà. Cảm ơn tổ mẫu. Băng Nhạn nhà ta là đệ nhất tài nữ Dương Châu. Nếu nhắc đến câu chuyện là đồn thú vị về loài cua, thì con phải nhờ con kể cho chúng ta nghe. Thưa mẫu thân, thưa tổ mẫu, Băng Nhạn ngốc nghếch, nhất thời không nghĩ ra được những câu chuyện lạ kỳ. Nhưng con biết rất nhiều những câu đối lưu truyền dân gian. Con kể ra thì người đừng chê cười nhé. Ta sao lại cười con được? Ai chẳng biết con là đại tài nữ. Con nói gì ta cũng thích nghe. Cô mắt trợn tròn, miệng mũi sùi bọt, nhanh ngược hết phận, mai cô bọc mài, trong điểm vàng đen, càng cô cứng rắn, cẳng mãi bò nè. Cuối cùng vẫn bị lục yếm, bẻ cặm, nấu cùng hành rừng. Nghe thú vị quá nhỉ. Thú vị quá. Lời Băng Nhạn nói thì ắt là văn chương bay bổng, mang vẻ phong nhã khác lạ. Đúng vậy, tổ mẫu đừng khen con nữa mà. May mà bổn cô nương thường cùng cha tới tửu lâu trà quán, không ngờ tiếng gà của ông chủ lại có dịp phát huy tác dụng. Này bà, chừa nanh sói thì thanh long, kẹp nhật nguyệt, kém phượng trì dập thanh đồng, kiều càng khôn kim ly hoa, kêu liễu diệp, cả đống gì thế này? Thành thật xin lỗi, bỏ vào miệng ăn luôn không ngon sao? Tuy gia ta là gia tộc thư hương, nay lão thái quân lại có một cô cháu dâu là tài nữ như Băng Nhạn, chi bằng chúng ta nhân dịp tốt lành này ăn cô uống rượu, ngâm thơ làm phú. Lão thái quân thấy có được không ạ? Được đấy. Vậy chúng ta hãy làm thơ về loài cô trong buổi tiệc đi. Hay để ta làm trước nhé. Dạ vâng. Lúa chín là cây lúa trổ chín. Lúa chín trổ ngày thu, cô đi đường béo mập.
hai càng tựa cây kích đứng trên đất bùn xanh. Thơ hay, thơ hay. Vậy tiếp theo đến nay nào, lão thái quân, chi bằng để tam yến phu nhân thể hiện trước đi, vừa có thể cho chúng ta xem dễ phong nhạc khi ăn cô của tiểu thư Khuê Các Dương Châu, vừa ngâm thơ làm câu đối. Phương tiểu xảo, cô đúng là chỉ giỏi nói chuyện không nên nói. Băng Nhạn tỷ tỷ, tỷ làm khó ta quá đi thôi. Người hiểu biết kinh thư ác khí chớ sẽ siêu gì. Tam thiếu phu nhân của chúng ta trước khăm hái thể hiện tài hoa. Ừ thì cái điều con, rồi con này, người của Tề gia không được dựt. Băng Nhạn xưng trổ tài mọn, con bắt đầu đi. Bạch Yến cắt đuôi, quét ngang chân. Nhát chạy đánh chung, vững ngực rõ. Dễ dàng hạ địch, vừa xiên tim. Môi lưỡi như giáo, cô phong thi. Hay lắm, tràn ngập khí thế hào hùng, có vài phần khí khái anh hùng. Chỉ là sao lại hơi chút lộ mãng tục tàn gì. Đã là làm thơ gỡ cô thì dĩ nhiên phải có hơi lỗ mãng, tùy tiện bất kham rồi. Vậy sao nghe lại như có cả chiêu thức võ công vậy? Lão thái quân, lão gia nhà chúng Ngô Tỳ luôn dạy tiểu thư rằng nữ nhi nên có lòng dạ khoáng đạt, có khí phách như biển rộng sông dài, không thể khuây các tiểu điệu quá. Vậy nên mới để tiểu thư nhà chúng Nô Tỳ đọc nhiều thơ biên tái từ nhỏ, bởi vậy nên văn phong ắt cũng có phần hào hùng. Phải đó, tổ mẫu còn thích thơ biên tái lắm. Không ngờ tâm khí phu nhân nhà ta lại có chút khí phách nữ hiệp. Phải đấy, mày liễu không nhiều mày râu mà. Lão thái quân, những chậu cúc đủ kiểu dáng đã được bày biện ngoài phòng, chi bằng mọi người ra ngoài thưởng thức dễ trên trước. Được, vậy thì đi thôi. Nhà cửa ngắm hoa cúc nhà chúng ta thôi. Âm Dạng à, năm xưa lão thái quân là mỹ nhân họa sư nổi danh, con cũng là tiểu thư Khuê Các Dương Châu, ắt phải tinh thông cầm kỳ thì họa nhỉ. Hôm nay con phải thể hiện tài năng cho chúng ta xem đi. Con hãy dạy đó Bạch Phượng Minh Châu kia đi. Được ạ, được. Vậy chúng ta mỗi người vẽ một bức. Được ạ. Làm tiểu thư khi rất khó quá. Tiểu thư, người phải cố trụ vững đi. Uống người bột tôm thì ta làm được. Còn trò tỏ vẻ học thức này, thôi ta đành cố hết sức vậy. Hoa cúc ơi hoa cúc, đi là Bạch Phượng Minh Châu, còn ta là con bọ đen chuyên phơi nắng. Biết trước thế này, lúc cha bảo ta tới học đường, ta nỗ lực hơn một chút thì tốt rồi.
Lão Thái Quân, bước điểm dáng thần của người quả là giống y như đúc. Nông quả là thanh nhã. Tam thiếu phu nhân cũng dễ xong rồi. Vậy chúng ta ra xem tranh của băng nhạn đi. Tổ mẫu, thật ra con không am hiểu hội họa. Không sao, này trời dưới giải vi thôi mà. Để mẫu thân thưởng thức trước nào. Băng nhạn à, làm thế nào mà con dễ được bút pháp tự dấu bàn tay thế này? Người mau nhìn xem. Phong cách đặc biệt, khác xa người thường, mang một vẻ đẹp khác biệt. Đẹp lắm. Mang lại gần cho ta nhìn kỹ nào. Đây là tổ mẫu. Con hơi đói rồi. Vừa rồi mà niết dễ tranh, đối thơ, không để con bé dùng bữa. Được, con muốn ăn gì? Để tổ mẫu đưa con đi. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Thịt kho, được. Sườn xào chua ngọt, thịt kho. Phòng bếp đưa đồ lên. Sinh Nhi, mau lại đây. Tổ mẫu cẩn thận. Được rồi. Thưa phụ mẫu, con bé xin thưa chuyện. Phụ thân, mẫu thân sẽ không thể ngờ được con gái đã xuất giá nhằm tới phụ tướng quân họ Di ở Kinh Châu, tự rơi vào chốn lao tù lồng củi. Con gái băng nhạn bất hiếu xin dập đầu với phụ mẫu. Bất hiếu? Dù không lên nhầm kiệu qua mà xuất giá tiết kỳ phụ Lâm Châu, xuân nghĩ cho con ma bệnh không sống được bao lâu thì cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Không biết Ngọc Hồ Mùi Mùi sao rồi. Chẳng lẽ cũng giống như ta đã tới Lâm Châu, cũng đã nhảy vào hố lửa. Ngọc Hồ Muội Muội, muội giữ ổn chứ? Thưa phụ mẫu, con gái xin thưa chuyện. Phụ thân, mẫu thân không thể ngờ được con gái đã xuất giá nhằm tới phủ tướng quân họ Di ở Kinh Châu, tự rơi vào chốn lao tù lồng củi. Con gái băng nhạn bất hiếu xin dập đầu. Đúng là quá đổi nhàm chán. Cứ tiếp tục ở trong phủ đệ này thì chẳng phải sẽ uổng phí mất công phu đầy mình của ta ư? Tiểu thư, tiểu thư, người phải nhớ rằng người là Đỗ tiểu thư dịu dàng nhã nhặn, từ nhỏ đã học rộng hiểu nhiều, nào có biết mua kiếm múa đao. Lâu lắm rồi ta không luyện võ công nên ngứa tay ngứa chân, ngứa nữa cũng không được. Lỡ như lộ sơ hở thì phải làm thế nào? Đúng là sơ suất quá. Được rồi, ta biết rồi,
Sau này ta không luyện nữa. Không luyện nữa, đi. Người là tiểu thư, nô tỳ là nha hoàn. Được rồi, ta tỏ vẻ đoan trang đây. Băng trang như này, được chưa? Thế này còn tạm được. Chúng ta ra kia ngồi đi. Nha hoàng không ra nha hoàng, tiểu thư không ra tiểu thư. Thú vị đấy. Tiểu thư, chúng ta từ Dương Châu tới Lâm Châu lâu như vậy rồi, người thấy Tề phủ này thế nào? Lạ lùng. Thế còn Tề Tam công tử cũng lạ lùng. Thế còn tiểu thư trong đó ai thế? Đoán xem, đàn dân sao? Không phải. Ái Châu cũng không phải. Bảo Châu càng không phải. Ta không đoán ra. Tiểu thư Yến Sinh. Đa tạ. Tiểu thư Yến Sinh là một cô nương tốt, chỉ tiếc lại bị cấm. Tiểu ý, ta thấy cả Tề phủ đều rất lạ. Người quản lý phủ đệ là lão thái quân, tiểu thư trong phủ thì bị cấm, nhưng hơi ngờ nghịch cũng rất đáng yêu. Công tử duy nhất trong phủ lại là một con ma bệnh, nhưng thân bệnh của chàng ấy cũng rất kỳ lạ. Bảo phát tác là phát tác được ngay, bảo nước là nước được luôn. Cô xem, có lúc chàng ấy sắp chết tới nơi nhưng chết mất một cái lại khỏe lại ngay. Ăn nói cứ cười đùa cợt nhã, chẳng biết nói thật hay nói dối. Tiểu thư, người đúng là ăn nói thẳng thắn. Tam thiếu phu nhân, Tam thiếu gia nói có chuyện gấp tìm người. Chuyện gấp? Chuyện gấp gì vậy? Chuyện này nói rất cũng đúng, mà bảo không rất cũng chẳng sai. Chàng đừng lấp lửng, mau nói đi. Là thế này, nàng đến Tề phủ cũng được một thời gian rồi, chúng ta cũng nên phái người tới Dương Châu. Thứ nhất là để báo tin bình an, thứ hai là để tỏ lòng tôn kính với nhà phụ nhà mẫu. Ý nàng thế nào? Được thôi, chàng thu xếp đi. Ta chuẩn bị xong xuôi lễ vật rồi. Đây là danh sách, nàng xem có cần thêm gì không. Số quà này cũng tạm ổn rồi. Được. Còn nữa, ta cũng viết xong thư rồi. Nhưng quả thực ta không biết nhà phụ nhà mẫu tên gì. Lý trưởng đàm nên muốn phiền người làm con như nàng đích thân viết. Ta không biết. Viết đi, tiểu thư. Xin mời. Xin mời. Thiếu gia, lúc ở Dương Châu, tiểu thư nhà chúng nô tay mà đọc sách viết chữ, chưa từng để người khác hầu hạ. Tiểu thư chỉ thích để nô tỳ hầu hạ bên cạnh, tại vì chỉ có mình tiểu hỷ biết
Nếu tiểu thư nhà chúng Nô Tì viết chữ thì cần một mài thật đậm, thì viết mới đẹp. Người thấy có phải không? Tiểu thư nhà chúng Nô Tì viết chữ rất đẹp, phải không tiểu thư? Điều ý, ngươi đừng nhiều lời nữa, mau bảo tiểu thư nhà ngươi viết nhanh lên. Đừng nói nhảm nữa, ta viết gì đây? Tiểu thư, đây hẳn là lá thư đầu tiên mà phu thê hai người viết gửi về Dương Châu, phải không? Vậy theo nô thì bức thư này nên do phu thê hai người cùng viết. Tiểu thư, người hãy viết cho lão gia Đỗ Chi Tường. Đỗ Chi Tường, còn thiếu gia hãy viết cho phu nhân Dương Quế Hoa. Cái gì trường trơ? Không đúng, phải là nam viết cho nam, nữ viết cho nữ. Tiểu thư, tìm ta. À phải, thiếu gia, thì cứ dặn ta là được. Được rồi, tiểu hỷ, ta biết rồi. Đâu thể viết thư như kiểu của cô được, để ta tự luyện mà viết. Sai rồi, viết sai rồi. Đỗ Chỉ Dương, ba chữ thì viết sai mất hai. Thiếu gia, người tìm nô tì ạ. Hôm nay gọi ngươi tới thật ra cũng không có việc lớn gì, chỉ là vừa rồi thấy ngươi mày một phát hiện ngươi là một cô nương thông minh, hơn xa những gia quan bình thường. Ta định sau này cho ngươi tới hầu hạ trong thư phòng. Hồi nô tỳ ở Dương Châu cũng thường xuyên hầu hạ trong thư phòng. Vậy ngươi biết nhận mặt chữ không? Biết ạ. Tiểu thư dạy ngươi. Dân nạ, dạy ngươi biết viết chữ không? Biết ạ. Tiểu thư dạy ngươi. Dân nạ. Được, vậy ta kiểm tra ngươi. Nếu ngươi là nhà hoàng từ Dương Châu tới thì hãy đọc thuộc lòng một khúc dân ca Dương Châu đi, cất giọng sướng bao điệu hát. Bất đèn rơi làm hỏng rồi, trong nhà nhìn thấy lừa đẻ trứng đêm ngoài đường, trông thấy ngựa làm bộ. Bài dân ca này nói về thứ gì vậy? Đây là dân ca Dương Châu của chúng Ngô Tỳ, có tên là kẻ khoác lác. Kẻ khoác lác? Dương Châu các ngươi có kẻ khoác lác à? Tiểu ý, ta thấy ngươi chính là kẻ khoác lác đó đấy. Thì sao lại là kẻ khoác lác được à? Đương nhiên ngươi là kẻ khoác lác. Ngươi một câu kêu tiểu thư dạy, hai câu kêu tiểu thư dạy, nhưng giữ tiểu thư ngươi viết siêu siêu dẹo dẹo. Ngươi nói xem chuyện này là sao? Là thiếu gia, chuyện là bởi hôm đó lúc tiểu thư rời nhà, ta bị kẹp vào cửa, cho nên lúc tiểu thư viết chữ, ta sẽ bị run. Dinh miệng. Ngươi rất thông minh, vừa mày mực vừa nói cho người ta phụ thân Đỗ tiểu thư là Đỗ Tri Tường, mẫu thân tình Dương Quế Hoa, nhưng người ta không chịu tiếp nhận. Đỗ Tri Tường có ba chữ thì viết sai đến hai. Ngươi nói xem trên đời có cô con gái nào đến tên cha mẹ mình cũng không biết không? Ngươi nhắc mà nàng ấy còn viết sai. Người ta coi trúc là bảo kiếm, định múa kiếm trong hoa viên, ngươi còn chạy ra khuyên giải, bảo người ta đi đứt nhỏ hiểu điều. Không ngờ là ta đứng cạnh đã nhìn thấy rõ chứ gì. Nhà hoàng to gan, dám mạo danh là người của Đỗ lão gia để trà trộn vào kề phụ. Thiếu gia, nô tỳ không hề mạo danh, nô tỳ là người của Đỗ gia. Đỗ tiểu thư không phải người của Đỗ gia. Ký nô tỳ muốn nói lý tiểu thư không phải người của Đỗ gia, mà nói sự thật đi.
Sự thật là sự thật là thế này ạ. Hôm đó Đỗ Phủ và Lý Gia của Thành Dương Châu gả con gái cùng lúc. Không rõ tại sao mà hai đoàn đưa dông lại đi cùng nhau. Mà lì kỳ hơn là vừa rời cổng thành, thời tiết đã thay đổi, trời mưa như trút nước khiến hai đoàn đưa dông không hẹn mà cùng tránh trong biếu tiên nữ ở ngoại thành. Kiểu thư, ngoài trời mưa to quá, chúng ta ở đây trú mưa đi. Tiểu thư, mau đi thôi, cướp tới rồi. Bởi vậy mà Lý tiểu thư mới nhầm lẫn, nên nhầm kiệu qua, xuất giá tới Lâm Châu. Vốn dĩ Lý tiểu thư không chịu, nhưng bọn ta nói với tiểu thư rằng người và băng nhạn tiểu thư cùng chung số khổ mà thương xót lẫn nhau. Lý tiểu thư tính tình hào sảng, thấy Đỗ tiểu thư nhà bọn ta gặp nạn nên mới đồng ý tới đây làm tam thiếu phu nhân giả mạo, chịu nạn hai tiểu thư của nô tỳ. Thiếu gia, Lý tiểu thư là người tốt có tấm lòng hiệp nghĩa, nô tỳ xin người, ta đi. Đứng dậy đi. Thưa thiếu gia, chuyện ngươi vừa nói, trừ ta ra thì không được kể với ai. Từ nay trở đi, trong phủ ngươi hãy nói ít làm nhiều, hành xử cẩn trọng, không được lộ bất cứ sơ hở nào. Dân, dân thưa thiếu gia. Còn nữa, không được nói chuyện này cho tam thiếu phu nhân. Nếu ngươi dám để lộ nửa lời, ta sẽ nghiêm trị không tha. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.